Elizabeth Olsen, 9 tuổi, là con út trong một gia đình có 3 người con. Cô bé sống với mẹ, bà Patty, ở một thị trấn hẻo lánh, vùng ngoại ô Missouri. Elizabeth hay tham gia các vở kịch ở trường. Cô bé thường hóa trang và luyện tập lời thoại với mẹ và chị gái. Mọi người đều yêu mến Elizabeth và nói rằng Elizabeth là một cô bé ngọt ngào, tốt bụng và quan tâm đến người khác. Ngày 21 tháng 10 năm 2009 là một ngày thứ tư như bao ngày khác. Elizabeth mới đi học về. Mẹ cô bé đang chuẩn bị nấu cơm tối thì họ nghe thấy có tiếng gõ cửa. Đó là Emma, 6 tuổi, cô bạn hàng xóm thường chơi cùng Elizabeth. Emma xin phép Patty cho Elizabeth qua nhà cô ấy chơi. Ban đầu, Patty không đồng ý vì hôm đó là ngày thường và trời cũng đã gần tối. Nhưng sau khi nghe hai cô bé năn nỉ ỉ ôi một hồi, Patty cũng xuôi ý và đành chiều con. Patty nói rằng Elizabeth chỉ được chơi trong một tiếng đồng hồ và cô bé phải trở về nhà trước 6 giờ tối. Elizabeth vui mừng, ôm chầm lấy mẹ cảm ơn và hứa sẽ về nhà đúng giờ. Emma và anh chị cô bé sống cùng ông bà ở cách đó 4 ngôi nhà. Emma và Elizabeth thường xuyên qua nhà nhau chơi và có khi còn ngủ lại. Sáu giờ 15 phút, Elizabeth vẫn chưa về nhà. Trời bắt đầu tối dần và Patty trở nên lo lắng vì cô bé luôn nghe lời và giữ đúng lời hứa. Patty gọi điện cho Elizabeth nhưng không ai trả lời. Bà liền gọi cho bà của Emma là Karen. Patty cảm thấy rụng rời khi Karen nói rằng bà ấy chưa từng gặp Elizabeth vào chiều hôm đó và bà ấy tin chắc rằng cô bé đã không vào nhà bà ấy chơi. Sau khi cúp máy, Patty ngay lập tức gọi 911. Đến 6 giờ 30, cảnh sát đã có mặt tại nhà Patty và bắt đầu rà soát khắp khu vực quanh đó. Đó là một nhiệm vụ khó khăn vì họ sống ở gần một khu rừng rộng lớn. Cảnh sát đến nhà Emma nhưng mọi người trong nhà đều khẳng định Elizabeth đã không ở đó. Ông bà của Emma có vẻ cũng rất muốn giúp nhưng họ chỉ có thể tham gia vào đội tìm kiếm chứ không thể cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào. Emma nói với cảnh sát rằng cô bé và Elizabeth đã vào khu rừng cạnh đó chơi trên bãi cỏ rồi sau đó Elizabeth nói là cô ấy phải về nhà và đó là lần cuối Emma thấy Elizabeth. Cảnh sát tập trung tìm kiếm trong khu rừng rậm rạp quanh đó. Gần như tất cả người dân sống gần đó đều ra đường giúp tìm kiếm Elizabeth. Thế nhưng cuộc tìm kiếm phải dừng lại vào lúc nửa đêm vì trời quá tối và khu rừng trở nên nguy hiểm. Ngay khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, đội cứu hộ và người dân lại tiếp tục tìm kiếm. Từng giờ trôi qua, lo lắng lại càng tăng. Truly is a family's worst nightmare. In this case, 9-year-old Elizabeth Olsen from Cole County has been missing since yesterday evening. Good evening, I'm Angie Bailey. And I'm Ryan Takeo in for Jim. Cole County authorities and volunteers have been searching for Elizabeth all day. Ryan, I can tell you that the number of volunteers and law enforcement across the state have tripled since last night to more than 300 people. They are covering a half-square-mile grid search near Elizabeth Olsen's home that is just behind me. She went missing last night around 6 p.m. on her way home from a friend's house just 4 blocks away. Cảnh sát đã huy động mọi lực lượng để tìm kiếm Elizabeth. Họ thẩm vấn tất cả những người có tiền án ở trong vùng. Các xe đi ra vào khu vực đều bị chặn lại để kiểm tra. Đội thợ lặn được điều đến để dò tìm trong các hồ nước quanh đó. Máy bay trực thăng và chó đánh hơi cũng được sử dụng. Thế nhưng, sau tất cả những nỗ lực của cảnh sát và sự giúp đỡ của người địa phương, họ vẫn không thể tìm thấy Elizabeth. Elizabeth được cho là đã mang theo điện thoại di động khi cô bé biến mất. Các nhà điều tra biết được rằng điện thoại của cô bé vẫn bật và sóng của điện thoại cho thấy nó đang ở đâu đó trong khu rừng. Tuy nhiên, không may là trước khi cảnh sát định vị được vị trí của chiếc điện thoại, thì nguồn sóng bị tắt hẳn. Có thể là do điện thoại bị hết pin. 24 giờ sau khi Elizabeth bị mất tích, mẹ cô bé suy sụp vì lo sợ, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát tập trung lùng sục khu vực được khoanh vùng quanh vị trí chiếc điện thoại của Elizabeth. Cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn vì thời tiết ẩm ướt và địa hình gồ ghề của khu rừng. Just focusing on a section of woods which police have narrowed by triangulating Elizabeth's cell phone location. However, the battery has now died. Also, the search is being hampered by an uneven terrain, high brush and soaking weather. We just want my little sister at home safely and I don't know who would have done anything. Lúc này, cảnh sát cũng có được lịch sử cuộc gọi đến số điện thoại của Elizabeth. Ngoài một số tin nhắn từ Patty, thì cảnh sát đặc biệt để ý đến một cuộc gọi đến từ một người tên là Alyssa. Cô bé Emma bỗng nhiên muốn nói chuyện với cảnh sát một lần nữa. Câu chuyện của cô bé hoàn toàn thay đổi. Emma run rẩy nói với cảnh sát rằng, chiều hôm đó, chính chị gái cùng cha khác mẹ của cô bé đã ép cô bé phải qua nhà Elizabeth để rủ Elizabeth đi chơi. Chị gái Emma là Alyssa, 15 tuổi.
Emma nói rằng khi cô bé và Elizabeth đang chơi ở ngoài sân thì Alyssa đến chơi cùng họ. Sau khi chơi cùng nhau được một lúc thì Alyssa bắt Emma vào nhà và để hai người họ một mình. Nhưng Elizabeth nói rằng cô bé phải về nhà và bắt đầu rời đi. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Emma đang chơi một mình ở trong vườn thì cô bé bị ngã vào bụi gai. Emma khóc nhè gọi Alyssa ra giúp thì cô bé nghe thấy tiếng Alyssa làu bàu bước ra từ phòng ngủ của mình. Alyssa vừa lôi cô bé ra khỏi bụi cây vừa mắng cô bé phiền toái. Emma nói rằng lúc đó cô bé nhìn thấy áo của Alyssa có gì đó nhìn như vết máu. Nếu những gì Emma nói là sự thật thì điều đó có nghĩa là người cuối cùng nhìn thấy Elizabeth vào ngày hôm đó không phải là Emma mà là Alyssa, 15 tuổi. Đã 48 giờ trôi qua kể từ khi Elizabeth biến mất, một nhóm tìm kiếm trong rừng tìm thấy một cảnh kỳ lạ. Đó là một cái hố lớn mới được đào lên và lại bị lấp lại. Họ lập tức báo cho cảnh sát và đào cái hố lên để kiểm tra, nhưng không có gì dưới đó cả. Cảnh sát điều tra kỹ hơn khu vực sân vườn quanh nhà Alyssa và họ tìm thấy nhiều cái hố tương tự được đào lên quanh đó. Cảnh sát xin lệnh khám nhà Alyssa, tất cả mọi thứ đều trông có vẻ bình thường và ngăn nắp cho đến khi họ bước vào phòng của Alyssa. Đó là một căn phòng bừa bộn, đồ đạc vung vãi khắp nơi. Trên tường có đầy những chữ viết nguệch ngoạc với những thông điệp đen tối. Một trong những dòng chữ đó có ghi: "Tôi cắt để máu chảy vì tôi thích thú nhìn thấy điều đó." Trên một bức tường khác lại có hình vẽ kỳ dị của một người bị rạch mặt. Bên cạnh là dòng chữ Emma, tên em gái của Alyssa. Cảnh sát cũng tìm thấy một quyển sổ nhật ký, trong đó có dòng chữ: "Nếu tôi không nói gì về nó, tôi sẽ đóng nút chai lại. Và khi tôi phát nổ, ai đó sẽ phải chết." Lần cuối cùng Alyssa viết nhật ký, cô ấy có vẻ đã hối hận vì những gì mình viết ra và đã dùng bút tô đè lên để che giấu nó. Bằng cách chiếu ánh sáng lên mặt sau của tờ giấy, cảnh sát đọc được hai chữ: "Cắt cổ." Alyssa sinh năm 1994 trong một gia đình lộn xộn. Cha Alyssa đang ngồi tù vì tội đánh người và buôn ma túy, trong khi mẹ cô ta là một con nghiện và đã bỏ nhà đi từ khi Alyssa còn bé, để lại Alyssa cho ông bà chăm sóc. Những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ mặc từ khi bé, nhưng hai ông bà Karen và Gary luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho chúng và nuôi dạy chúng thật tốt. Họ luôn yêu thương và chăm sóc cháu mình, nhưng dường như tình yêu không thôi là chưa đủ. Từ khi bước vào tuổi thiếu niên, Alyssa ngày càng trở nên bạo lực và có những suy nghĩ tiêu cực và đen tối. Cô ta bị trầm cảm, thường xuyên cắt tay và có những cơn giận không thể kiểm soát. Có thời điểm Alyssa phải vào viện tâm thần để điều trị. Sau một thời gian, Alyssa được ra viện nhưng cô phải uống thuốc trầm cảm mỗi ngày. Thế nhưng, thuốc dường như không giúp được nhiều. Trên các trang xã hội, Alyssa điền vào mục sở thích là giết người và cắt xẻo. Alyssa thường nói một cách thản nhiên với bạn bè rằng cô ta tò mò không biết cảm giác giết người là thế nào. Và cô ta thường tưởng tượng chuyện cô ta thiêu trụi một ngôi nhà với một gia đình đang sống trong đó. Alyssa cũng từng đăng một dòng trạng thái với nội dung: "Bad decisions make great stories." Quyết định tồi làm nên câu chuyện tuyệt vời. Alyssa còn đăng lên YouTube một video với tên gọi "Idiots getting electrocuted by an electrical fence." Những tên ngốc bị điện giật bởi hàng rào điện. Video cho thấy cô ta đang cố gắng lừa hai người em trai của mình chạm vào một hàng rào mà cô ta biết là sẽ khiến họ bị giật. Rõ ràng là Alyssa có những hành vi bạo lực đáng lo ngại. Càng nhìn vào hồ sơ của Alyssa, cảnh sát càng thấy rằng cô ta yêu thích gây ra nỗi đau cho người khác. Alyssa bị yêu cầu đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Vì Alyssa vẫn ở trong độ tuổi vị thành niên, nên Karen đã ngồi cùng cháu mình trong buổi thẩm vấn. Ban đầu Alyssa nói với cảnh sát là cô ta đi học cả ngày vào hôm thứ tư, nhưng cảnh sát nhanh chóng xác minh là cô ta nói dối. Vào ngày Elizabeth biến mất, Alyssa đã trốn học cả ngày. So I went to school. Okay. I was there all day. And then I came home on the bus and I got home around 3:30. And I just hung out in my room for a little while. And then I went for a walk around 5:30, 5:00, something like that. Alyssa nói là đáng lẽ cô ta sẽ dắt Emma đi theo, nhưng vì cô bé quá phiền toái nên Alyssa quyết định đi bộ một mình. Cô ta đi bộ trong khoảng một tiếng rồi quay về nhà. Alyssa vừa vào phòng thì cô ta nghe tiếng Emma gọi cầu xin giúp đỡ. Sau đó cô ta đi nhà thờ cùng ông bà cho đến 8 giờ tối. Khi được hỏi về những chiếc hố, Alyssa thừa nhận đã đào chúng vì cô ta có sở thích đào hố và đôi khi sẽ dùng chúng để chôn những con thú chết ở trong rừng. Tell me about these holes you dig. You dig them a certain way? Just wherever they're at, I mean, you dig at a certain spot or what? Well, have you dug a hole like this before then, or is this the first time? It's not completely like this, but it's like kind of like that.
Okay. Like, so this big enough for a shoebox. Okay, but this is the first time of that size. Yeah. Cảnh sát bắt đầu dồn áp lực lên Alyssa để bắt cô ta phải nói ra sự thật. Họ cho Alyssa biết là chiếc điện thoại của Elizabeth đã được tìm thấy ở khu rừng phía sau nhà cô ta. Cảnh sát cũng nói cho Alyssa biết rằng FBI đã có được quyển sổ nhật ký của cô ta và họ đang điều tra dòng chữ đáng nghi đã được gạch bỏ. What we want to do is find out what happened to her. I need to know what the truth is. Where's she at? Alyssa biết rằng những lời nói dối của cô ta sắp bị vạch trần, thế là cô ta bèn bịa ra những lời nói dối khác. Lời nói dối của Alyssa không thể qua mặt được viên cảnh sát vì các chuyên gia đã khôi phục lại được dòng chữ bị gạch bỏ trong nhật ký của Alyssa. Dòng nhật ký rùng rợn có nội dung như sau: Tôi vừa mới giết một người, tôi bóp cổ họ, cắt cổ họ và đâm họ. Bây giờ họ đã chết. Tôi không biết mình đang cảm thấy thế nào vào lúc này. Cảm giác thật tuyệt vời. Ngay khi bạn vượt qua được cảm giác, trời ơi, tôi không thể làm việc này. Điều đó khá là thú vị. Tôi hơi run và hồi hộp. Ok, tôi phải đi nhà thờ đây. Những dòng này được viết vào ngày 21 tháng 10 năm 2009, cùng ngày mà Elizabeth bị mất tích. Nhân viên điều tra cảnh cáo Alyssa rằng họ sẽ tìm thấy thi thể của Elizabeth và khám nghiệm tử thi sẽ cho họ một câu trả lời chính xác về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô bé. Cuối cùng thì Alyssa cũng chịu nhận tội. How did she die? Nine-year-old girls don't just die. Was her throat cut? Yeah. Oh. Vào buổi chiều ngày 21 tháng 10, khi Elizabeth định đi về nhà, Alyssa nói với cô bé là cô ta biết một chỗ rất hay ho ở trong rừng và muốn dẫn Elizabeth đi đến đó. Một tay Alyssa nắm tay Elizabeth, còn tay kia cô ta cầm theo một con dao lớn. Khi đến địa điểm đã chọn, Alyssa bóp cổ Elizabeth trong khi cô bé vùng vẫy chống cự trong tuyệt vọng. Sau đó, Alyssa đã cắt ngang cổ Elizabeth và đâm cô bé nhiều nhát vào vùng ngực. Alyssa khai rằng cô ta đào hố chôn cô bé sau đó, tuy nhiên đó lại là một lời nói dối khác. Sự thật là Alyssa đã lên kế hoạch giết Elizabeth từ nhiều tuần trước đó. Cô ta đã đào sẵn hai cái hố trong rừng để có thể nhanh chóng chôn xác cô bé. Cảnh sát chỉ ra rằng Alyssa đã không mang theo xẻng hay bất cứ dụng cụ nào để có thể đào hố vào ngày hôm đó. Cô ta cũng không thể nào về nhà kịp để đi nhà thờ nếu cô ta phải đào hố sau khi giết Elizabeth. Rõ ràng đây là một âm mưu giết người đã được tính toán trước. Alyssa đồng ý dẫn cảnh sát đến nơi cô ta chôn xác Elizabeth và lập tức bị bắt giữ. Cả thị trấn bàng hoàng sau khi họ biết được sự thật. Mọi người càng đau lòng hơn khi họ biết được rằng mạng sống của cô bé Elizabeth đã bị tước đoạt chỉ để thỏa mãn cảm giác hưng phấn của một cô gái mới lớn bệnh hoạn. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2009, một tuần sau khi bị mất tích, Elizabeth, 9 tuổi, đã được yên nghỉ. Cô bé yêu thích màu hồng, nên đám tang của cô bé có đầy bong bóng hồng. Tất cả mọi người trong thị trấn đều ra đường tiễn biệt cô bé vô tội xấu số. Vì mức độ nghiêm trọng của vụ án, dù dưới tuổi vị thành niên, Alyssa vẫn bị xử như người lớn. Cô ta hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 11 năm 2009 và bị truy tố tội giết người cấp độ 1. Nhưng đến tháng 1 năm 2012, phiên tòa được mở lại và cô ta bị kết án chung thân với tội danh giết người cấp độ 2. Trong phiên tòa, gương mặt Alyssa vẫn lạnh lùng, không chút hối hận.